Xin chào mọi người. Trong video này, nhóm chính xin được phép chia sẻ về công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Zespri và đề ra chiến lược quản lý chuỗi cung ứng để giúp công ty đạt doanh số xuất khẩu 3 tỷ USD vào năm 2025. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về công ty Zespri. Công ty được thành lập vào năm 1997, có trụ sở chính tại New Zealand, là nhà sản xuất kiwi lớn nhất thế giới. Zespri được xem là nhãn hiệu hàng đầu về kiwi với dòng sản phẩm kiwi vàng và kiwi xanh chất lượng cao và mang hương vị vượt trội. Chúng ta sẽ tiến hành phân tích SWOT để xem xét và đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu cũng như cơ hội và thách thức của công ty. Về phần điểm mạnh, vị trí trồng trọt có khí hậu thuận lợi, Zespri là nhà tiếp thị quả kiwi hàng đầu thế giới với tiêu chuẩn trồng trọt nghiêm ngặt và hệ thống kiểm soát chất lượng cao. Sản phẩm được người tiêu dùng công nhận là nguyên chất và tự nhiên nhờ vào giá trị thương hiệu New Zealand với giá sản phẩm cao, từ đó doanh thu được tăng mạnh. Tuy công ty chiếm ưu thế thị trường với nhiều điểm mạnh, song vẫn tồn tại những điểm yếu về chi phí trong quá trình sản xuất, chẳng hạn như chi phí thuê đất, thuê nhân công cao và chi phí nghiên cứu thị trường cao, từ đó làm cho chi phí sản xuất tăng lên. Ngoài ra, Zespri cũng tồn tại dòng sản phẩm kiwi xanh còn hạn chế về kích thước và chịu sự kiểm soát bởi người trồng. Tính kinh tế của quả kiwi xanh là rất thấp, trong khi người trồng cây ăn quả phải chịu rủi ro cao. Đối với quả kiwi vàng thì thời gian nuôi trữ ngắn, chỉ khoảng 20 tuần. Về phần cơ hội, do nhu cầu tiêu dùng với kiwi ở các nước châu Âu cao nên đây được xem là thị trường nhập khẩu tiềm năng của Zespri với lượng lớn nhân cơ giàu có. Khả năng cung cấp quả kiwi quanh năm giúp gia tăng thị phần của công ty. Bên cạnh đó, chính phủ đã thành lập ban tiếp thị quả kiwi New Zealand với quyền độc quyền mua, phân phối và tiếp thị quả kiwi ở tất cả các thị trường quốc tế ngoại trừ Úc. Yếu tố cuối cùng trong mô hình SWOT là thách thức. Công ty phải đối mặt với các thách thức đến từ đối thủ cạnh tranh như Ý, Pháp, Nhật Bản, Mỹ, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và đặc biệt là Chile. Vào năm 1992, ngành công nghiệp quả kiwi của Chile cạnh tranh trực tiếp làm cho giá quả kiwi giảm. Bên cạnh đó, Zespri cũng phải đối mặt với những thách thức từ sự thay đổi trong nhu cầu sản phẩm. Trong việc phát triển giống kiwi, thị trường cho giống cây mới phải đủ lớn để vừa đáp chi phí phát triển. Tuy nhiên, giống cây mới có thể sẽ thay thế và lấn át các giống cây hiện có. Do nhu cầu tiêu dùng quanh năm, Zespri phải đảm bảo có sẵn trái cây để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và tăng cường mối quan hệ với các nhà phân phối và phải chịu rủi ro chi phí, đối mặt với vấn đề giới thiệu hệ thống định giá lưới mới cho người trồng kiwi. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về phần chuỗi cung ứng của công ty. Thông thường, vụ thu hoạch sẽ bắt đầu vào tháng 3, sau đó các lô hàng đầu tiên sẽ bắt đầu từ giữa tháng 3 và kết thúc vào giữa hoặc cuối tháng 11. Trong suốt quá trình thu hoạch, Zespri sẽ gửi đơn đặt hàng đến một trong 15 nhà cung cấp, sau đó họ sẽ chuyển đơn hàng đó đến một trong các khu vực làm mát. Sau khi đóng gói, đơn hàng được chuyển đến cầu cảng, nơi kiểm tra chất lượng, và lúc này quyền sở hữu hàng hóa vẫn thuộc về nhà cung cấp. Zespri chỉ chấp nhận lô hàng khi đã kiểm tra chất lượng và sẽ vận chuyển lô hàng lên tàu. Sau khi tàu cập cảng, các lô hàng được gửi đến kho của các nhà phân phối hoặc đến các nhà bán lẻ. Tại các thị trường lớn, Zespri bố trí nhân viên để hỗ trợ việc bán hàng. Tiếp theo, mình xin được phép chia sẻ về các nghiên cứu đưa ra cái giống mới đặc biệt của Zespri. Các nghiên cứu được tiến hành nhằm tạo ra sự đổi mới và đặc biệt cho sản phẩm, như tìm ra những giống cây trồng có các thuộc tính mới và khác biệt để gia tăng sức hấp dẫn của sản phẩm, tạo ra giống kiwi mới ngọt hơn, vỏ mỏng và nhẵn bóng, đa dạng màu sắc hơn, có kích thước vừa ăn, có thể ăn cả vỏ và bảo quản tốt thông qua chuỗi cung ứng. Zespri đã làm việc với ngành công nghiệp để cải thiện hương vị của trái kiwi, đồng thời thực hiện một chương trình kỹ thuật mang tên Nếm thử Zespri và đã làm tăng doanh số bán trái kiwi lên 93% sau 3 tuần thử nghiệm. Về phần chiến lược marketing ở thị trường nước ngoài, Zespri đã phát triển kế hoạch cung cầu trong 3 năm cho từng sản phẩm, từng thị trường và chi hơn 6% doanh thu cho quảng cáo, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình 0,7% cho ngành trái cây toàn cầu. Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện các nghiên cứu thị trường, làm việc và trao đổi trực tiếp với các nhà phân phối và nhà bán lẻ tại các thị trường lớn. Zespri còn phát minh ra một dụng cụ bằng nhựa, kết hợp giữa thìa và dao để ăn quả kiwi và sử dụng bảng quảng cáo, in ấn và các hình thức quảng cáo khác. Chúng ta sẽ đến với phần nội dung cuối cùng, đó chính là chiến lược quản lý chuỗi cung ứng giúp Zespri đạt doanh số xuất khẩu đến 3 tỷ USD vào năm 2025. Do diện tích trồng kiwi ở New Zealand có hạn, Zespri đã triển khai trồng loại trái cây này ở các nước khác như Hàn Quốc và Ý. Tất cả các sản phẩm kiwi được dán nhãn Zespri đều phải được trồng và đóng gói theo đúng bộ tiêu chuẩn của công ty, bao gồm tất cả các vấn đề như chất lượng sản phẩm, quy định về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn về đạo đức xã hội và thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó,
Zespri còn phối hợp với người nông dân trồng kiwi từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng của quá trình sản xuất và phân phối, hỗ trợ nông dân những yếu tố đầu vào sản xuất, đào tạo về những đổi mới, sáng tạo trong kỹ thuật trồng kiwi. Sau đó, toàn bộ quá trình trồng trọt, thu hoạch, đóng gói và bảo quản sản phẩm sẽ do Hiệp hội những người trồng quả kiwi New Zealand phụ trách, theo những tiêu chuẩn Zespri đã đặt ra từ trước. Công ty sẽ chịu trách nhiệm xuất khẩu, liên lạc với các nhà nhập khẩu kiwi các nước và hỗ trợ họ đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Chuỗi cung ứng tích hợp này giúp Zespri quản lý được chất lượng đầu ra của sản phẩm, đồng thời xây dựng được mối liên hệ chặt chẽ với khách hàng bán lẻ, thích ứng kịp thời với sự thay đổi trong thị hiếu, khẩu vị và thói quen tiêu dùng của khách hàng. Đôi khi xuất khẩu kiwi vào một vài thị trường khó tính như Mỹ và Nhật Bản đòi hỏi phải truy xuất nguồn gốc của sản phẩm. Để thực hiện việc này một cách đơn giản và hiệu quả, công ty cần phải thực hiện cung cấp hình ảnh đóng gói có chứa dấu vết và thông tin chất lượng sản phẩm, thêm nhãn thông tin, mã vạch, mã phản hồi nhanh hoặc tem chống hàng giả để có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào. Trên mỗi hộp đựng trái kiwi bao giờ cũng phải dán mã vạch ghi rõ nơi trồng, thời gian thu hoạch, kích cỡ trái, trọng lượng, để phòng khi xảy ra sự cố thì sẽ nhanh chóng truy ra nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Đây là toàn bộ nội dung tóm tắt về công ty Zespri mà nhóm chính xin gửi đến cô và các bạn. Video của nhóm đến đây là kết thúc. Cảm ơn cô và các bạn đã theo dõi.